Tiếp mục sắp tới thì em xin mời chị Loan Phượng sẽ cống hiến cùng quý vị và cho mẹ bài Tôi Mắt Người Sơn Tây. Bài này rất là hay, của thời ngày 1948, xưa lắm. Em mời chị Loan Phượng ra sân khấu để chị cống hiến cho quý vị xem nghe cái bài này như thế nào, bài Tôi Mắt Người Sơn Tây. Oh.